Thì xin chào cả nhà, thì hôm nay em sẽ làm mì siêu cay. Đó. Giờ em sẽ trộn mì. Rồi nước nó sôi thì bây giờ em sẽ bỏ mì vô em trộn. Đó. Để làm mì trộn. Bây giờ em sẽ trộn cái mì trộn này lên với những cái rau với bí. Rồi xin chào cả nhà, thì hôm nay em cũng có một món là mì siêu cay với những cái bí với cải. Thì xin chào cả nhà, thì mời cả nhà dùng với tụi em bên bình thành của ta. Đi chụp luôn đấy.